Xem thứ về ngày của 12 con giáp ngày 16 tháng 6 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc sức khỏe tình duyên và tài lộc 1. tuổi Tý tuổi Tý đang trong giai đoạn tình cảm phát triển tốt đẹp nhưng cơ hội này nên chủ động tìm kiếm cho mình những cảm xúc trải nghiệm những điều thú vị của tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Vận đầu hoa vượng giúp cho con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phải, nhưng cần phải cởi mở, chủ động, hoặc ít nhất có những tín hiệu nhỏ nhỏ để đối phương tiếp cận làm quen. Công việc trong ngày hôm nay có một ngày khá nhẹ nhàng và thoải mái, những chú chùa có thể hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình và được đánh giá cao trong công việc. Tổ tỷ hôm nay được dự báo sẽ nhận được nhiều tình vui, nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tử vi tổ tỷ ngày hôm nay nói rằng, tài lộc rủng rỉnh nhất là đối với những ai làm kinh doanh buôn bán gặp được lời mời hợp tác đầu tư, cơ hội làm ăn, chỉ cần con giáp này nắm bắt được là phát lộc Tuy nhiên, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đổ tiền vào đầu tư, cần bắt đầu những khoản đầu tư nhỏ lẻ hoặc học hỏi kinh nghiệm từ trước. Về mặt phương diện sức khỏe có những dấu hiệu thiếu hụt, Mộc khỉ, bạn nên bổ sung những thực phẩm thanh đạm hơn, ít chất béo và cholesterol, rượu là những chất kích thích gây độc cho gan và mật. Hãy giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, không nên nóng nảy, bực bội, làm tăng hỏa khí không tốt cho thận và tim. Tuổi giáp tỷ vận trình xa suốt, đặc biệt là phương diện tài chính. Tuổi bính tỷ cần thật thận trọng trước khi các quyết định đầu tư. Tuổi mậu tỷ truy đến tiểu tiết để tránh mắc sai sót. Tuổi canh tỷ giấy tờ sổ sách càng không được phép chủ quan tuổi nhầm tỷ đôi lửa xảy ra tranh cãi có thể dẫn tới đổ vỡ quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi thân tiểu nhân tuổi sủ tuổi ngọ màu sắc may mắn màu xanh da trời màu trắng hai tuổi sủ chuyện tình cảm của những ai còn độc thân nên học cách nhìn nhận và đánh giá không dựa trên hình thức vẻ bề ngoài quá cao. Những yếu tố về hình thức cách ăn mặc có thể ảnh hưởng và có tác động rất lớn đối với việc đưa ra những quyết định đối với con giáp này. Chuyện tình cảm đôi lửa mặn nồng thẩm thiết, những mối quan hệ với người thân, gia đình ấm em. Tử vi tuổi sổ ngày hôm nay dự báo con giáp này có xu hướng tìm kiếm những lĩnh vực và kiến thức mới bạn có nhiều hơn những ý tưởng để cải thiện công việc bản thân, tìm ra cho mình cách làm và hướng đi mới. Có thể sẽ thiên hướng về tìm hiểu những kiến thức mới về tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học là rất cao. Vận trình tài lộc ngày hôm nay khả vượng. Người làm kinh doanh buôn bán gặp được đối tác, khách hàng tiềm năng, được người có kinh nghiệm hướng dẫn, cho lời khuyên và nâng cao đáng kể nguồn thu nhập hiện có. Ngày hôm nay gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ, tương trợ từ người thân, bạn bè. Sức khỏe ngày hôm nay bắt đầu có những dấu hiệu bị ho, tức ngực, khó thở, đau dạ dày. Theo đông y, thực phẩm có màu trắng đi vào tạng phế, có lợi ích cho những người bệnh hồ hấp, bệnh về phổi. Bạn nên bổ sung một số thực phẩm có màu trắng như nấm, bột, lúa mì trong thực đơn bữa ăn hàng ngày tội ất xấu có điềm bảo bất lợi do đụng độ tiểu nhân tội đình xấu năng lực được cấp trên đánh giá cao tội kỹ sẩu có thể trở thành cãi gai trong mắt kẻ ghen ghét tội tân sẩu cần tập trung cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân tội quỷ sẩu tình cảm ít biến động nhưng trở nên nhạt nhẽo quỷ nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi giàu tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu gàng, màu vàng, màu ghi. 3. Tứ về ngày của tuổi dân Tình cảm bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, sự cãi phả nhỏ, những hành động của đối phương không khỏi khiến cho bạn hoài nghi, suy diễn. Còn giáp này tìm hiểu kỹ gõ ngọn ngành của mọi vấn đề trước khi đưa ra bất cứ nhận định nào cho mối quan hệ ở hiện tại. Cách xử sự nhẹ nhàng và tôn trọng lẫn nhau để giải quyết những khúc mắc. Những chú hộ được dự báo phận trình công việc ngày hôm nay diễn ra khá vất vả, phát sinh một số vấn đề không như những dự định ban đầu của bạn đặt ra khiến bạn có chút đau đầu, phiền não. Điềm bảo có tiểu nhân đặt điều xuyên tạc, chuyện này chuyện nọ gây mất uy tín và danh dự. Bạn nên bình tĩnh, cẩn thận cách hành sự và nói lời nói tại nơi làm việc của mình. Về mặt tài chính thì người tuổi dần không phải là ngày thuận lợi trong ngày hôm nay nếu như xuất phổn đầu tư mạo hiểm khi chưa nắm chắc phần trăm thành công trong những dự án và quyết định đầu tư. Tuy nhiên, vĩ tiền nên kiểm soát chặt chẽ, đừng nên tiêu xài quá tay hoặc mang nhiều tiền bên người khi ra ngoài. Bạn nên bổ sung thực phẩm màu đỏ sẽ rất tốt cho đường ruột và hệ tuần hoàn, rất thích hợp với những bệnh về tim mạch, chẳng hạn như cà chua, dưa hấu hay ớt đỏ. Hôm nay có điểm dễ gặp tai nạn hoặc thương tổn thân thể ngoài ý muốn. Đi đâu, làm gì cũng cần nhìn trước ngõ sau trở nên trộn quen. Tuổi chấp dân, tình hình công việc và tài chính duy trì ổn định. Tuổi bệnh dân, triển khai công việc không gặp khó khăn. Tuổi mậu dân được đồng nghiệp cấp trên hết lòng tạo điều kiện. Tuổi canh dân tránh xu hướng lừa nhét và dự giảm vào người khác. Tuổi nhâm dân tình cảm đo lửa hài hòa nồng thấm Con số may mắn số 21, số 19, màu sắc may mắn màu xanh, màu tím. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão ngũ hành không thuận tình cảm của những chú mèo ở mức trung bình với các cặp đôi yêu nhau dường như câu chuyện của hai bạn đang trở nên khô khang thì phải hại tiết lộ rằng bạn đang hạnh phúc bất kể việc người yêu khô khang hay không nhưng bạn muốn cải thiện nó theo cách tốt hơn bằng việc muốn cả hai ngọt ngào với nhau hôm nay bạn khá thành công trong công việc nhất là những bạn làm công việc nhà nước Tuy nhiên, bạn cần nỗ lực hơn trong công việc chứ đừng mãi ngồi mát mà ăn bát vàng. Làm như thế để vực dậy tinh thần làm việc tốt nhất. Đánh thức nằm giác quan của cơ thể sẽ là liệu pháp hiệu quả nhắm lại mà phẫn trẫn cho chính bạn thân mình mang lại hiệu quả cần thiết cho công việc. Tài chỉnh hôm nay ở mức khả, tuy nhiên chưa thật sự đạt được những điều mà con giáp này mong muốn đừng xúc ruột tình hình kinh tế hiện tại không lý tưởng để bạn cầu được ước thấy với bạn làm ra tiền là điều rất chính đáng. trong ngày hôm nay người tuổi mạo có những dấu hiệu như ngứa hồng, khô khan hắt xì trong ngày hôm nay thì bạn hãy nhớ xúc miệng bằng nước muối nhé hòa tan hoàn toàn nửa thìa cà phê muối vào khoảng 250ml nước ấm uống một ngầm và xuất miệng trong 10 giây, sau đó nhổ ra, tuyệt đối không được nuốt. muối làm tan đầm là nguyên nhân gây ngứa, nhột trong cổ họng và giảm viêm. tuổi ất mạo gặp những rắc rối liên quan tới việc ứng xử với người khác. tuổi đinh mạo các mối quan hệ có nguy cơ sức mẻ. tuổi kỷ mạo nên nói năng tự tổn chuỗi diễn đạt rõ ràng. tuổi tân mạo cẩn trọng thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai tội quỷ mạo, gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau. Con số may mắn, số 17, số 56, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi mùi. năm tử vi ngày của tuổi thân Người tuổi thân trong ngày hôm nay, độc thân có cơ hội thoát ế. Thói đời thường, theo tình tình trốn, trại tình tình theo. Vì thế bạn nên phải vô cùng khéo léo và thông minh khi bật tín hiệu cho người kia. Hãy tìm cách thổ lộ được lòng mình với người ấy. Tuy nhiên hãy làm sao cho người ta cảm nhận được bạn không đang đi chinh phục họ. Ngày hôm nay, người tuổi thân có thể trở nên vững bệnh, cổ chấp hơn nhiều. Bạn không muốn từ bỏ những lợi ích cá nhân để hy sinh cho tập thể. Xong, chỉnh cách suy nghĩ này sẽ hại bạn trong công việc. Khi làm việc nhóm, các thành viên đều phải nhận sự phối hợp với nhau để mang lại hiệu quả công việc cao nhất và đúng tiến độ nhất. Ta lọc ngày hôm nay của người tuổi thìn không được tốt cho lắm, con giáp này nên chủ động hơn trong các vấn đề về tiền bạc. Làm ra tiền là tạo lẫy cho mình, cho những người thân yêu của mình một đời sống tốt đẹp hơn mặc dầu tiền bạc không có nghĩa là hạnh phúc. Bạn dễ bị vấn đề về da khô nứt nẻ trong ngày hôm nay. Hãy cải thiện làn da của mình bằng những thực phẩm lành mạnh, hữu ích. Tôi chấp thình, trở nên nhạy cảm hơn, dễ hành động, cảm tính. Tôi bình thân nên điều chỉnh suy nghĩ càng sớm càng tốt. Tôi mậu thân, trở nên nuông chiều cảm xúc thái quá. Tội canh thân, đề phòng kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tiền bạc. Tội nhằm thân, chú ý chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ. Con số may mắn, số 31, số 24, màu sắc may mắn, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tý tuổi tỵ 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ Người tuổi tỵ và gia đình rất hòa hợp trong ngày hôm nay. Con giáp này luôn cố gắng trao đổi cùng bạn đời của mình khi có những bất đồng trong cuộc sống. Đây là phương châm giúp cả hai luôn hòa hợp và đồng cảm với nhau. Tử vi ngày hôm nay thấy rằng người tuổi tỵ có một ngày làm việc siêng năng và đầy tự tin. Sự chuyên nghiệp trong công việc của con giáp này không chỉ tới từ phong cách làm việc mà còn toát ra từ ngoại hình của bạn. Chính vì vậy, một yếu tố tạo nên sự tự tin cho bạn chính là quần áo và phụ kiện đi kèm. Tài chính trong ngày hôm nay rất lạc quan, người tuổi tỵ nhìn rõ mục tiêu của mình. Một lý do quan trọng khác cho việc đặt mục tiêu tài chính là giúp cho bạn có được những gì mà cần thiết để tiết kiệm bao nhiêu và đạt được mục tiêu mình có bao nhiêu. Nếu người tuổi tỵ là người chăm tập thể dục nhưng lại thích làm một mình mà không muốn nhờ tới những sự chỉ dẫn của người khác thì bạn cần biết cách giãn cơ hiệu quả sau khi tập. Sau mỗi buổi tập nặng, cơ bắp của bạn thường bị căng và quả tải sẽ dẫn tới việc nhức mỏi cơ bắp trong khoảng một thời gian. Để giảm bớt và rút ngắn việc đào nhức các cơ gây cảm giác khó chịu thì giãn cơ sau khi tập là rất cần thiết. Tội Ất Tỵ đón nhận tin vui về tài chính các khoản thu phụ. Tội Đinh Tỵ tâm trạng phấn chấn vì nhận được tiền bất ngờ. Tội Kỷ Tỵ tài chính không ổn định do nhiều chi phí phát sinh. Tội Tân Tỵ nên chú ý quản lý chi tiêu thông minh tuổi, quỷ tỵ trân trọng, hạnh phúc mà mình đang có. Con số may mắn số 62, số 78, màu sắc may mắn màu đỏ, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ. Về tình yêu thì con giáp người tuổi ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy, đây là cơ hội để bạn thể hiện sự quan tâm so dịu nỗi cô đơn tuổi hờn của người ấy. Ngày hôm nay có điềm bảo bị cản trở ảnh hưởng tới tiến độ chung, còn giáp người tuổi ngọ cần phải giữ thái độ bình tĩnh để đề phòng tất cả các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời hãy giữ vững quan điểm và suy nghĩ của mình, đừng bao phải ai nói gì cũng thấy đúng bạn nên mở rộng các mối quan hệ và không chỉ nên làm theo cảm hứng. Trong những trường hợp cần thiết, bạn nên học hỏi và có cách phối hợp cùng với mọi người trong tập thể. Tuy rằng cũng có những người tốt, người xấu, nhưng con giáp này hãy sử dụng tai ăn nói của mình để giúp họ hiểu ra lợi ích của sự hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Hôm nay, vận trình sức khỏe của người tuổi ngọ sẽ có được sự cải thiện. Xong, có thể bạn sẽ trải qua nhiều cung vật cảm xúc trong ngày và cảm thấy mệt mỏi vì thay đổi thất thường trước đó. Căng thẳng, áp lực kéo dài không tốt cho sức khỏe, còn giáp này nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đừng tham công tiếc việc. Tuổi giáp ngọ làm việc vô cùng thảo phát và sẵn sàng dẫn thân. Tuổi bính ngọ nổi bật và chiếm thể thượng phong trước đối thủ. Tuổi, mậu ngọ, người làm ăn kinh doanh buôn bán phát tài. Tuổi, canh ngọ, có cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình. Tuổi, nhâm ngọ, vận trình tình cảm đón nhận điềm cát lành. Con sổ may mắn, số 12, số 9, màu sắc may mắn, màu da cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi hại. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi Hôm nay, các mối quan hệ của những chú dê dễ gặp bất hòa, mọi thứ như đảo lộn khiến cho bạn không biết đường, phải ma lần. Ngư tuổi mùi hãy bình tĩnh tìm ra cho mình một gốc riêng tư và suy nghĩ sản xuất về tình hình hiện tại. Những chú dê chịu ảnh hưởng của ngày tương xung nên các kế hoạch đang đứng trước nguy cơ thất bại cao có những vấn đề phát sinh bất ngờ khiến cho con dắp này không kịp say sở khéo léo dù đã nỗ lực rất nhiều cho dù không nhận được sự trợ giúp hiệu quả hãy mạnh dạn đón nhận bài học này và cố gắng đừng tái diễn Phận trình tài lộc hôm nay do cỏ thiên tài phù trợ nên còn giáp này làm ăn kinh doanh vẫn sẽ tìm được những cơ hội đầu tư đầy triển vọng. Thua kèo này thì ta bài kèo khác là một trong những con giáp kiên cương nên những chú dê đừng bỏ lỡ mất cơ hội lần này nhé. Đừng ép bản thân tiếp tục cố gắng khi đã mệt mỏi. Hãy cho mình được nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát. Khoa học cho thấy nếu bạn làm việc lâu trước máy tính thì cứ một tiếng đồng hồ thì sẽ nghỉ ngơi tầm 5 đến 10 phút. Điều này vừa giúp cho mắt và hệ thần kinh được thư giãn mà đến khi quay lại với công việc, sức tập trung của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Tội ất môi thêm tự tin để triển khai các kế hoạch trong công việc. Tội đinh môi có sự sáng tạo đưa ra những ý tưởng khả thi. Tuổi kỷ mùi nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của mọi người. Tuổi tân mùi mức độ uy tín trong tập thể tăng lên nhanh chóng. Tuổi quỷ mùi vận trình tình cảm trong ngày khá hài hoa. Con số may mắn số 30, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, màu tím sen, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi giàu. Chính tứ vi ngày của tuổi thân. Ngày hôm nay, người tuổi thân rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn hãy nhìn thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên thêm cơ hội để tìm hiểu. Phương diện công việc trong ngày hôm nay nhẹ dạ cả tin. Nên người tuổi thân dễ đặt niềm tin sai lầm chỗ Kết cục là bị lợi dụng và phá hoại những kế hoạch đang theo đuổi. May mắn là có kim điện nâng đỡ đại diện cho mọi quỹ nhân công danh Tâm nhìn chiến lược tốt và khả năng nắm bắt thời cơ nhạy bén giúp cho con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực của mình tuổi thân trong ngày hôm nay nhờ cần cù và chăm chỉ cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng hôm nữa, vận thiên tài ngày hôm nay là lời hứa hẹn cho những người làm nghề tài trải hoặc những ai buôn bán kinh doanh. Bạn nên nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng hơn, không nên chần chừ do dự quá lâu để người khác chập mất thời cơ. Ngày hôm nay, bạn cần phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Hãy tìm hiểu về lối sống lành mạnh, chứ không phải là chiều lòng mình mọi thứ. Dù biết rõ điều đó không có lợi cho bản thân. Hãy hạn chế học cách từ bỏ những thức ăn, thức uống có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu, bia, nước uống, cỏ ga. Tuổi chấp thân, quý nhân phận khởi vượng, đạt được điều mình mong muốn. Tuổi bính thân, hoàn thành mọi việc như kế hoạch đã đặt ra. Tuổi mậu thân, hiệu suất công việc bất ngờ, bỏ xa đối thủ. Tuổi canh thân, dự án đầu tư, phát sinh những khoản lợi nhuận đáng kể. Tuổi, nhằm thân, vận trình tình cảm có nhận thay đổi mới mẻ. Con số may mắn, số 39, số 10, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi mão. 10. Tử viên ngày của tuổi giàu hôm nay là ngày cục diện tạm hợp đối với những chú ga nên sẽ tốt cho bạn trong chuyện tình cảm sự mạnh mẽ tự nghĩa cho việc thu hút đối phương người tuổi dậu hôm nay cũng là người có trách nhiệm với gia đình luôn hết mình vì mái ẩm chung công việc của người tuổi dậu hôm nay khá tốt hợp tác thuận lợi với đồng nghiệp bạn có được trách nhiệm và sự nhanh nhẹn để hoàn thành các kế hoạch bằng dễ dàng thành công liên quan tới việc học hành, sách vợ Tử vi ngày hôm nay dự đoán bạn sẽ phát huy được sự thông minh của mình, hôm nay cũng là ngày danh lợi đề hoang. Nhờ sự nghiệp thuận lợi nên con đường tài chính của những chú gà cũng không quá tệ. Người tuổi dậu gặt hái được nhiều thành công và may mắn, kiếm được nhiều lợi nhuận khá hơn. Hôm nay, bạn nên đề phòng hành kim tổn thương mà gây ra các ảnh hưởng không tốt đỡ sức khỏe, đặc biệt lưu ý các vấn đề về phổi, các bệnh viêm phế quản, đau lưng, mũi, các bộ phận như ruột già, bắp chân đều có cảm giác nhức mỏi. Tội ất dậu có thể tiến hành triển khai các kế hoạch mới. Tội đinh dậu đạt thành công nhờ sự hào hứng và niềm đam mê. Tội kỷ dậu có bước tiến xa trên con đường công danh sự nghiệp tội tăng giàu, nguồn thu rủng rịnh, thu nhập tăng tiến. Tội quỹ giàu, tình cảm giữa đo lửa thêm hài hoa. Con số may mắn số 15, số 36, màu sắc may mắn màu vàng, màu bạch kim. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tội thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này có gia đình hay có nửa kia bạn lại không chịu thể hiện tình cảm của mình. Cơ bản thì người tuổi này khá nội tâm, cô đơn. Cách họ thể hiện ra bên ngoài thường là khổ khóc, lạnh lùng. Công việc ngày hôm nay của người tuổi tuốt khá vất vả, mọi việc phải tự thân vận động, sự nghiệp, hợp tác, làm việc đều không thu được kết quả như ý muốn. Bản thân phải tự mình đứng ra giải quyết hết các vấn đề. Hôm nay dù có làm gì, bạn cũng không được ghi nhận công lao. Tài chính được dự đoán sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Bạn tương đối thực dụng, chăm chỉ và chăm chỉ. Tuy nhiên, nó là chưa đủ nếu bạn muốn làm giàu cho tuổi tuyền của mình, bạn nên tham khảo cách quản lý tiền bạc cho bản thân. Người tuổi tuất ngày hôm nay cần đề phòng bệnh liên quan tới thận suy yếu, ảnh hưởng tới chức năng lọc và giải độc, chức năng sinh lý của nam giới. Hôm nay nên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao để thư giãn gần cốt, mang lại hiệu quả dưỡng sinh cao. Tội gấp tuất phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn. Tội bính tuất khỏi lượng công việc lớn nhưng không được hỗ trợ. Tội mậu tuất thận trọng vì có người muốn cản trở sự nghiệp. Tội canh tuất cần có sự nhũng nhường tránh thái độ thách thức. Tội nhằm tuất nỗ lực thắt chặt tình cảm nhưng không thành. Con số may mắn số 11, số 49, màu sắc may mắn màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi. Tình cảm trong ngày hôm nay của người tuổi hợi có thức mạnh mẽ về sự chiếm hữu và thích nắm quyền trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc kiểm soát cực đoan có thể khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp nhiều khó khăn và không thể hòa thuận. Sự ảnh hưởng của thất sát khiến bạn hay tức giận và thích trút giận lên người khác. Điều này không tốt một chút nào. Hôm nay, con giáp này làm việc một cách xuất sắc nhưng đem tới cảm giác hơi cổ chấp. Bạn cần nhẫn nại hơn, khoan dung hơn nữa với đồng nghiệp. Điều này sẽ tăng thêm sự tín nhiệm của đồng nghiệp với bạn. Với quỹ trí quản lý, bạn có phong cách làm việc rất dịu dàng, lễ nhô, thẳng cương, nhưng không thể quá mềm mà khiến cho bản thân bị mất uy tín và sức thu hút. Bạn giỏi giúp đỡ đồng nghiệp, hóa giải những khó khăn, khúc mắc Tài chính ngày hôm nay nằm trong tầm kiểm soát của người tuổi hại. Tuy nhiên, bạn cần phải cân nhắc trước những tình huống đầu tư. Nếu không xem xét kỹ lưỡng thì có thể chúng ta sẽ gặp những rắc rối liên quan tới tài chính. Tuổi hại ngày hôm nay dự báo bạn cần đề phòng các bệnh liên quan đến bàn quan thận. Hôm nay gặp thất sát trong mệnh nên sức khỏe không quá tốt. Người tuổi hại cần phải chăm sóc bản thân mình kỹ hơn. Tội ất hại không nên suy nghĩ cảm tính trong công việc. Tôi tinh hại đề phòng có kẻ tiểu nhân gây khó dễ. Tôi kỹ hại làm việc gì cũng cần phải suy tính trước sau. Tôi tân hại nên thận trọng trong việc kết giao kẻ bị lừa gạt. Tôi quỷ hại đôi lửa nên ngồi lại chia sẻ rõ ràng về mọi chuyện. Quỷ nhân phù trợ tuổi tỷ tuổi môi tiểu nhân, tuổi mão, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Con sổ may mắn, sổ 24, sổ 17,